Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục cùng các em giải sách bài số 10 nâng cao. Chương số 1 mệnh đề và tập hợp. Hôm trước thầy đã giúp cho các em xong phần mệnh đề. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến bài số 3, đó là bài tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Như vậy chúng ta còn nghiên cứu những gì? Thứ nhất là tập hợp. Thứ hai là các phép toán trên tập hợp. Ví dụ đối với số, khi nói về phép toán thì chúng ta sẽ có cộng trừ nhân chia, được không? Căn bậc và lũy thừa và nhiều phép toán khác nha. Bây giờ ta sẽ học phép toán trên tập hợp. Rồi mục số 1 ta nghiên cứu về tập hợp. Tập hợp. Ở lớp dưới chúng ta đã làm quen với khái niệm tập hợp. Nhớ lại rằng tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học. Ta hiểu khái niệm tập hợp qua các ví dụ sau. Tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 của trường em. Tập hợp các số nguyên tố. Thông thường, mỗi tập hợp gồm các phần tử cùng có chung một hay một vài tính chất nào đó. Nếu A là phần tử của tập hợp X, ta viết A thuộc X, đọc là A thuộc X. Nếu A không phải là phần tử của tập X, ta viết A không thuộc X, đọc là A không thuộc X. Để cho gọn, đôi khi tập hợp sẽ được viết tắt là tập. Ta thường cho một tập hợp bằng hai cách sau đây. Cách số 1 là liệt kê các phần tử của tập hợp. Viết tập hợp tất cả các chữ cái có mặt trong dòng chữ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Viết các chữ cái thôi nha. Tập hợp, thầy sẽ ký hiệu nó là tập hợp A đi nha. Không có gì là chữ K nè, đúng không? Chữ K. Rồi chữ H. Chữ O. Chữ N. Chữ G. Đây gọi là liệt kê nhé. Chữ C. Chữ O. Chữ G. G có rồi, khỏi ghi nữa. Nhanh mất công. Chữ Y. Chữ Quy. Chữ U. Y dài. H. H có rồi. Ơ. N có rồi. D. U. U có rồi. C có rồi. L. Ở. P. T. Rồi. Ư. Rồi. G. Rồi. O. O có rồi. Đấy. Đây gọi là liệt kê. Được không? Cách số 2 chúng ta sẽ, đó là chỉ rõ tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. H2, xét tập hợp A bằng N thuộc N sao cho N lớn hơn hoặc bằng 3, N bé hoặc bằng 20. Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó. 3 đến 20 đúng không? Khá nhiều phải không? Tập hợp A bằng 3, 4, 5, 6, 7 chấm chấm nhé. Tới số 19 rồi 2, 20 liệt kê. Nhiều quá thì chấm 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 nha. Sang câu B. Cho tập hợp B bằng -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15. Hãy viết tập hợp B bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chúng ta thấy những cái số này đều là những số gì? Chia hết cho 5 đúng không? Chia hết cho 5. Như vậy nó là 5K đúng không? Giờ bắt đầu viết nha. Tập hợp B. B bằng N thuộc Z đây ha. Số nguyên. N thuộc Z. Sao cho N bằng 5. 5K. Được không? N bằng 5K nhưng mà nó chỉ giới hạn là -15, -10, -5, 0, 1, 0, 5, 10, 15.
với điều kiện là k phải thuộc z này, được không? Rồi k lớn hơn hoặc bằng trừ 3 biến bằng 3. 3 nhân 5 15 này, trừ 3 nhân trừ 5 là 15, được không? Nhìn lại nhá, n thuộc z sao cho n bằng 5k, k là số thuộc z, k lớn hơn bằng trừ 3 biến bằng 3, được không? Được không? Hay thầy có thể viết gọn hơn như thế này là bằng 5k là được rồi, được không? Điều kiện là k thuộc z này, rồi trừ 3 biến bằng k biến bằng 3, được không? Đây gọi là tính chót đạt, đặc trưng. Cứ mỗi cái k sẽ cho ta một cái số. Rồi nói chung khi nói đến tập hợp là nói đến các phần tử của nó. Tuy nhiên người ta cũng xét kể tập hợp không chứa phần tử nào. Tập hợp như vậy gọi là tập rỗng và ký hiệu là rỗng. Ô gạch sắt nhé, không có một nhọn hai bên nhé, được không? Rồi như vậy hiểu về khái niệm tập hợp rồi. Có hai cách viết tập hợp nhé, một là liệt kê các phần tử và thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng. Mục số 2 là tập con. Tập A được gọi là tập con của tập B và ký hiệu là A con B, ha, chữ U, A con B, U nằm á. Nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B, A con B khi và chỉ khi tương đương. Mọi phần tử của A đều là thuộc B. Nếu A con B thì ta nói tập A bị chứa trong tập B hay B chứa tập A và còn viết là A con B, B chứa A. Từ định nghĩa tập con dễ dàng thấy tính chất bắt cầu. A con B, B con C, suy ra A con C là tính chất bắt cầu. Cũng dễ thấy mỗi tập hợp là tập con của chính nó. A là con của chính A. Người ta coi rỗng là tập con của mọi tập hợp, tức là rỗng là con của A với mọi tập A. Chúng ta cùng nhau đến với H3. H3 muốn nói gì đây? Cho hai tập hợp A bằng N thuộc Z, N chia hết cho 6, PN thuộc, xin lỗi, N thuộc N, N chia cho 6, P là N thuộc N, N chia cho 12. Hỏi A con P hay B con A? Để dễ dàng hơn thầy có thể viết rõ nó ra ha. Đây gọi là viết gì? Tính chất đặc trưng. Bây giờ thầy sẽ liệt kê nhé. Liệt kê là dễ nhất với các bạn ạ. Liệt kê N thuộc N thì N bằng 0 nè. N bằng 0, 1, 2, 3, 4 mà còn chia cho 6 nữa thì nó là 0, 6, 12, 18, 24 ha. Còn B là tập hợp N chia cho 12 là 0 nè, 12 nè, 24 nè, 36 nè, được không? 0, 12, 24, 36, ổn không? Như vậy A là con của ai? Tất nhiên B sẽ là con của con A rồi, được không? Mọi phần tử của B đều thuộc A, ổn nghe. Rồi tiếp theo là tập hợp bằng nhau, mục B. Hai tập hợp A và B được gọi là bằng nhau và ký hiệu là A bằng B. Nếu mỗi phần tử của A là một phần tử của B và mỗi phần tử của B cũng là một phần tử của A. Từ định nghĩa này ta có A bằng B tương đương A con B và B con A. Hai tập hợp A và B không bằng nhau hay khác nhau, ký hiệu là A khác B. Như vậy hai tập hợp A và B khác nhau nếu có một phần tử của A không là phần tử của B hoặc có một phần tử của B không là phần tử của A. Rồi chúng ta cùng nhau đến với H4. Ok, H4 nha. Xét định lý. Trong mặt phẳng, tập hợp các điểm cách đều hai múc của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó. Được không? Để định nghĩa đường trung trực thôi.
Đây có phải là bài toán chứng minh hai tập hợp bằng nhau không? Nếu có, hãy nêu hai tập hợp đó. Trong mặt phẳng, tập hợp các điểm cách đều hai đầu múc của một đoạn thẳng. Đấy, đây là một tập hợp nè. Tập hợp thứ hai là gì? Đường trung trực của đoạn thẳng. Được không? Như vậy đây là bài toán chứng minh hai tập hợp bằng nhau. Nêu hai tập hợp đó, tập hợp đầu tiên là tập hợp các điểm cách đều hai đầu múc của đoạn thẳng. Tập hợp thứ hai là tập hợp đường trung trực của đoạn thẳng. Được không? Rồi. Là thì giống như bằng thôi nha. Được không? Ký hiệu toán học là bằng, còn thường ghi chữ là. À, biểu đồ Venn. Các tập hợp có thể được minh họa trực quan bằng hình vẽ nhờ biểu đồ Venn do nhà toán học người Anh Sun Venn lần đầu tiên đưa ra vào năm 1881, rất lâu rồi. Trong biểu đồ Venn, người ta dùng những hình giới hạn bởi một đường khép kín được biểu diễn tập hợp. Tập hợp B. Tập hợp A, đường khép kín nhé. Chẳng hạn hình 1.1 thể hiện tập A là tập con của tập B. A là con của B. Ví dụ 1. Chúng ta đã biết tập hợp số tự nhiên, số nguyên dương là N sao, số tự nhiên là N, số nguyên là Z, số hữu tỉ là Y, và số thật là R, và ta sẽ có mối quan hệ sau. N sao là con của N, N là con của Z, Z là con của Y, Y là con của R. Hãy vẽ biểu đồ Venn mô tả các mối quan hệ trên. Đây một thằng ở trong, thằng bự ra ngoài, bự nữa. Rồi ghi vô đây đã. Đây là N. N sao là thằng trong cùng nè. Tiếp tục đây là N. Xuống đây N thôi, đây N thôi. Đây là Z. Z rồi tới Y. Y rồi tới R. Rồi tiếp theo ta sẽ đến một số 3. Một số tập con. Một số các tập con của tập hợp số thật. Trong các chương sau, ta thường sử dụng các tập con sau đây của tập hợp số thật để mục đích là sử dụng cho các chương sau thôi. Được không? Nghe thấy ta nói chưa? Rồi quan sát các bạn nhé. Tên gọi và ký hiệu tập hợp biểu diễn trên trục số phần không bị gạch chéo, ha, gạch chéo là bỏ phần trắng á, phần không bị chéo. Tập số thật ký hiệu là âm vô cùng đến dương vô cùng. R. Được không? Âm vô cùng là số nhỏ nhất, dương vô cùng là số lớn nhất. Ký hiệu cho số nhỏ nhất và số lớn nhất. Lấy hết được không? Tiếp theo là đoạn AB là x tụ R sao cho x lớn hơn hoặc bằng A biến bằng B. Ý nghĩa như thế này nè. Bình thường chúng ta sẽ viết tập hợp như thế này gọi là gì? Như thế này gọi là chỉ ra tính chất đặc trưng x tụ R sao cho x lớn hơn hoặc bằng A biến bằng B. Thì người ta sẽ viết gọn lại nha. Viết gọn lại là đoạn AB. Được không? Viết gọn lại đoạn AB nè. Để ý là có dấu bằng thì là ngọc vuông nha. Có dấu bằng là ngọc vuông. Từ A đến B. Được không? Từ A đến B bỏ những cái phần không lấy. Ok không? Ok nha. Tiếp theo là x thuộc R, x lớn hơn A biến hơn B. Thì ngay đây là không có dấu bằng thì là ngọt tròn. Khoảng AB nha, khoảng AB. Hình ảnh đây. Tiếp theo là x lớn hơn hoặc bằng A biến hơn B. Thì ngay đây sẽ là ngọt vuông, còn ngay đây sẽ là ngọt tròn. Nửa khoảng AB ha. Ngay đây vuông, ngay đây tròn. Nửa khoảng AB. Đây là tròn, đây là vuông ha. Cũng là nửa khoảng AB. Được không? Đây là một cách viết tắt lại thôi nha. Viết tắt lại cái kiểu tập hợp thôi. X bé hơn hoặc bằng A. Bé hơn hoặc bằng A thì còn một đầu nữa sẽ là lớn hơn âm vô cùng ha. X lớn hơn âm vô cùng. Âm vô cùng là số nhỏ nhất mà. Như vậy nó là âm vô cùng. Không có bằng âm vô cùng được đâu nha. Âm vô cùng bằng là ngọt vuông. Lớn hơn bằng A là từ A đến dương vô cùng. Vuông.
biến A là âm vô cùng đến A. Còn lớn A là A đến dương vô cùng. Như vậy thầy còn chốt lại cho các bạn là gì? Thứ nhất là ngọt vuông bé hơn hoặc bằng, có bằng là ngọt vuông, không có bằng là ngọt tròn. Rồi còn nếu mà nó chỉ có một đầu thôi thì một đầu còn lại sẽ là vô cùng, tương ứng thôi. Bé hơn A này thì lớn hơn âm vô cùng. Lớn A thì bé hơn dương vô cùng. Phần nào biểu diễn trong trục số này, phần nào không lấy thì chúng ta sẽ gạch sọc nha. Rồi tiếp tục nè. Trong các ký hiệu trên, ký hiệu âm vô cùng đọc là âm vô cực. Âm vô cùng hay âm vô cực đều được nhé. Dương đọc là dương vô cực, và hay đọc là dương vô cùng á. A và B được gọi là các đầu mút của đoạn khoảng hay nửa khoảng. Hãy ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải để được thành một cặp. Rồi bây giờ ý A thì ghép với thằng nào? Rồi cho suy nghĩ một chút nha. Bây giờ một thì ghép với máy đi nè, hay là A ghép với máy? A đây, A thì sẽ được ghép với máy đây. Đây là ngọt vuông thì sẽ là hai dấu bằng thôi, dò hai dấu bằng đây, lớn bằng 1, biến bằng 5, 4, A 4 ha. Câu B, ngay sổ số 1 sẽ là, ngay sổ số 1 là không có dấu bằng nhé, ngay 5 là có bằng, là số 1, B 1. Tiếp tục là C, ngay 5 là có dấu bằng nè, ngay 5 là dấu bằng, lớn bằng 5, lớn bằng 5, biến dương vô cùng nè, là C. 3 chứ. Tiếp tục D, không có dấu bằng nha, biến 5, âm vô cùng, D2. Ok nha. Rồi tiếp tục, bây giờ ta sẽ phân cái phần thứ hai, đó là các phép toán trên tập hợp ha. Mục đầu tiên sẽ là phép gì đây? Phép hợp. Hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu A hợp B là tập hợp bao gồm tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B. Được không? A hợp B là tập hợp X, X thuộc A hoặc X thuộc B. Như vậy biểu đồ Venn nè, A, B, chỗ này thuộc A, chỗ này thuộc B, chỗ này vừa thuộc A vừa thuộc B, lấy hết. Như vậy hợp chúng ta sẽ lấy hết nha, hợp là hợp hết, được không? Trên biểu đồ Venn, phần gạch chéo biểu diễn hợp của hai tập hợp A và B cho đoạn A bằng và khoảng B bằng, ta có A hợp B bằng, hợp là lấy hết nhé. Rồi để cho thấy rõ hơn thì thầy còn phải làm gì? Vẽ nó ra. Nhớ là thuộc A cũng lấy, thuộc B cũng lấy, mà thuộc cả A và B cũng lấy nhé. Hợp thì chúng ta nên vẽ ra hai trục hay hơn. Đây là A nè, trừ 2 đến 1 nè, bỏ phần này đi, được không? Đây là B nè, B là 1 đến 3 đúng không? 1 là chỗ này, 3 là chỗ này, bỏ phần này đi. Đấy, như vậy chúng ta sẽ lấy hết nhé, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy trừ 2 đến 3 ha. A hợp B sẽ bằng trừ 2 đến 3. Rồi số 1 vẫn lấy nhé, tại 1 ở trên đây lấy rồi, hợp là lấy hết mà. Còn nếu mà bạn vẽ trên một cái trục số thôi á, như thế này, trừ 2, 1 nè, bỏ phần này đi, được không? Tiếp theo là 1 đến 3 ha. 1 đến 3 bỏ. Khi vẽ trên trục số mà cho cái A hợp B á, thì cái này một gạch vẫn lấy nhé, một gạch vẫn lấy là trừ 2 đến 3 này, một gạch vẫn lấy, nhắc lại nhé, chỉ có hai gạch mới bỏ thôi.
Tại vì hộp thì chúng ta sẽ lấy là lấy cả A, cả B và cả A và B luôn mà. Nhưng mà lời khuyên để dễ nhìn thấy hơn thì chúng ta nên vẽ ra hai trục riêng đi. Rồi tiếp giao. À, giao của hai tập hợp A và B, ký hiệu A giao B là tập hợp bao gồm tất cả các phần tử thuộc A và B, A giao B, x thuộc A và x thuộc B, cái trên là hoặc nhé. Chỉ lấy cái phần chung của A và B thôi, cho nên giao chung, hợp hết giao chung. Trên biểu đồ Venn, phần gạch chéo biểu diễn giao của hai tập hợp A và B. Nếu hai tập hợp A và B không có phần chung, nghĩa là A giao B bằng rỗng, thì ta gọi A và B là hai tập hợp rời nhau. Giao thì chúng ta nên vẽ trên một trục nhé, để cho dễ nhìn hơn. Hợp thì nên vẽ riêng, còn giao thì nên vẽ chung. Còn bạn thích vẽ như thế nào thì mình vẽ thôi. Không đến 2, bỏ phần này đi, được không? Không đến 2, rồi gì nữa? 1 đến 4, 1 đến 4, bỏ phần này đi. Giao chúng ta chỉ lấy phần trắng thôi nhé. Như vậy là A giao B sẽ bằng 1 đến 2. Được không? A giao B là 1 đến 2. Ok. Gọi A và B, gọi A là tập hợp học sinh giỏi toán của trường em, B là tập hợp học sinh giỏi văn của trường em. Hãy mô tả tập hợp A hợp B. A hợp B là tập hợp các bạn là gì? Vừa giỏi toán hoặc giỏi văn. A hợp B là tập hợp tất cả các bạn học sinh giỏi toán hoặc giỏi văn. Còn A giao B là tập hợp các bạn học sinh vừa giỏi toán vừa giỏi văn. Được không? Cái này là và nhé, cái này là hoặc. Rồi, tiếp theo sẽ là phép lấy phần bù. Phép cho A là tập con của tập C, phần bù của A trong C, ký hiệu là C. Xin lỗi, phần bù của A trong E, C, E, A. Trong đó số 1 nó tít nè. C là chữ cái đầu tiên trong complement, nghĩa là phần bù là bổ sung. Chữ C là viết tắt của từ complement nhé. Được không? Complement. Còn E là cái tập lớn, còn A là tập nhỏ, là tập hợp tất cả các phần tử của E mà không là của A. Được không? Là dùng biểu đồ Venn cho bạn thầy dễ thấy hơn nè. Này là A nhé. Cái tập to này là E nhé. Còn cái phần A gạch này, còn cái phần này nè là C. EA là phần bù của A trong Y. Phần bù của A trong Y. Đây là C là phần bù. Tiếp theo của A trong Y. Đọc nhé. Trên biểu đồ Venn hình 1.4, phần gạch chéo biểu diễn cho phần bù của tập hợp A trong tập Y. Phần này nè, thầy mới vẽ xong. Phần bù của tập hợp các số tự nhiên trong tập số nguyên là tập hợp các số nguyên âm, được không? Phần bù của tập hợp số lẻ trong tập hợp số nguyên là tập hợp số chẵn. Phần bù của tập số hữu tỉ quy trong tập R là tập số vô tỉ, số vô tỉ kia là T. Tiếp tục, giả sử A là tập hợp các bạn học sinh nam lớp em, B là tập hợp các bạn học sinh... B là tập hợp các học sinh gì? Trong lớp em. D là tập hợp các học sinh nam trong trường em. Hãy mô tả các tập hợp CPA. CPA là tập hợp các bạn học sinh. Học sinh gì đây? A là nam trong lớp em nhé. Còn B là học sinh trong lớp em thôi. Còn D là học sinh nam trong trường em. Còn CBA là tập hợp cái gì? Tập hợp các bạn nam. Bạn nam gì? Bạn nam hay bạn gì? Em ghi kỹ chỗ này một chút chưa? Ghi lại nè. A là nam của lớp em đúng không? Còn B là học sinh lớp em đúng không? Được không? Như vậy CBA là gì? Phần bù của A trong B, có nghĩa là nữ ha. Ta đang nói là giới tính là chỉ có nam với nữ thôi nha. Trên lý thuyết là chỉ có nam với nữ thôi. Nữ lớp em.
được không? Hoặc là không phải nam lớp em, à, chính xác hơn là không phải nam lớp em. Còn CDA là nam lớp em, còn D là nam trường em, nam trường, được không? Như vậy CDA là nam của lớp khác, được không? Không phải của lớp em thì lớp khác. Rồi, chú ý với hai tập hợp A và B bất kỳ, người ta xét hiệu của hai tập hợp A và B. Một phép toán nữa, hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu A hiệu B là tập hợp bao gồm tất cả các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. A hiệu B, x thuộc A và x không thuộc B. Đây thuộc A mà không thuộc B. À, trên nửa khoảng A B, A hiệu B bằng thuộc A mà không thuộc B nhé. Rồi bây giờ ký hiệu thằng A ra. A là 1 3. Hiệu thì thầy vẫn vẽ riêng nhé. B là 2 4. Thuộc A mà không thuộc B. Được không? Như vậy A hiệu B bằng thuộc A mà không thuộc B, có nghĩa là cái phần này nè, phần này thuộc A mà không thuộc B nè, là 1 đến 2. Phụ định lại là ngọt tròn ha. Tại vì 2 đã lấy rồi, được không? 1 2. Từ định nghĩa ta thấy rằng nếu A con B thì CIA bằng E hiệu A, được không?